chào mọi người nha. Lời đầu tiên thì xin chúc cho mọi người có một buổi tối được vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Thì đến với clip hôm nay thì tôi xin chia sẻ cho mọi người về công trình cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở tại điểm đầu nút giao Hân Cửu Nghĩa. Thì ở tại điểm đầu nút giao Hân Cửu Nghĩa thì ở clip trước thì tôi có chia sẻ cho mọi người về đã được khảm nhựa lần đầu tiên. Thì hôm nay lại đến với nút giao Hân Cửu Nghĩa thì lần này thì đã được khảm nhựa lần thứ hai nha mọi người. Thì cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận theo dự kiến là sẽ được thông tuyến vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thì clip hôm nay thì tôi chia sẻ cho mọi người chủ yếu là về thảm nhựa bê tông lần thứ hai ở tại nút giao Hân Cửu Nghĩa như thế nào. Thì bây giờ mời mọi người đón theo dõi và nhớ cho tôi một like ủng hộ tinh thần để tôi thật nhiều niềm động lực chia sẻ cho mọi người nhiều hơn về công trình và mọi thứ về ở khu vực miền Tây với tôi nha mọi người. Rồi bây giờ mời mọi người đón theo dõi. Chào mọi người nha, hiện tại thì tôi đang có đứng ở tại nút giao Hân Cửu Nghĩa nha mọi người. Phía trên bên trên đó, các bạn thấy đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đó. Và đây chính là điểm cuối của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Rồi phía trước mặt các bạn á, các bạn nhìn thấy xa xa không? Đó, đó chính là điểm đầu của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Hôm nay tôi quay về ở tại nút giao Hân Cửu Nghĩa, nơi nối tiếp giữa hai điểm cao tốc á, để quay cho mọi người xem đây. Đây thì đây có bảng thông số, đây phóng zoom to cho mọi người xem rõ hơn nha. Đó, mọi người đọc rõ không? Rồi thì bây giờ tôi sẽ vào bên trong để xem công trình như thế nào nha mọi người. Cùng mọi người cùng theo dõi nha. Được đổ nhựa một phút nữa này nha mọi người. Thì cái điểm mà từ đây nha mọi người, từ đây mà là những ai mà từ Sài Gòn, sẽ lên cái
từ Sài Gòn sẽ lên trên mà trên cái lộ trên cao đó, nhìn trên cầu cao đó, đổ về đây đánh một vòng, đánh một vòng tròn theo con đường này lên Mỹ Thuận nha mọi người. Đó, bắt đầu đi theo cái tuyến đường này nè, đi theo tuyến đường này nè là đổ về hướng Mỹ Thuận nha mọi người. Từ Sài Gòn sẽ đánh một vòng tròn lớn đó, đánh một vòng tròn lớn về hướng này, đánh một vòng tròn lớn đến ngay giấy mà tôi đang quay này cho mọi người thấy á, đánh một vòng tròn lớn đến đây nè, đánh một vòng tròn lớn đến đây là sẽ nối vào, đánh một vòng đấy đây nè, thấy không đó, mọi người thấy rõ không, đánh một vòng tròn lớn đến đây. Trước tiên là mọi người sẽ từ Sài Gòn về đây, mọi người sẽ chạy ở trên cái cao đó, chạy trên cầu trên cao đó rồi đánh một vòng tròn về hướng nơi đây nè, về đây rồi đi thẳng về hướng này, hướng này chính là hướng về Mỹ Thuận nha mọi người đó, tuyến chính về Mỹ Thuận đó. Theo như sự suy đoán của mình á thì là như vậy, tại vì ở trong đây nó có rất là nhiều nhánh nha mọi người, theo suy đoán mình chắc là đó là đúng rồi đó. Phía trước nè, cái lộ bên trên đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nha mọi người. Đây có một tiếng nữa nè, cho mọi người xem rõ hơn nha, mấy mọi người thấy rõ không, tại vì nắng chiều nha. Đó. Ở đây thì chưa có đổ cán đá hết trơn, còn cát ấy không à, nên lún quá. Đây chạy hết được rồi, không quanh lại. Phía trước đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á. Vậy là ở đây có 2 tiếng luôn nè. Đó, đây có 1 tiếng nữa nè. Đây là tiếng nhỏ, mình bảo là tiếng lớn nè. Thì mọi người xem clip và hình dung xem như thế nào nha. Tại vì nó cũng chưa có là thành hình hài rõ ràng cho lắm, chỉ có vài tiếng, và có vài tiếng thì có cái đường rồi, có còn một số tiếng hay thì chưa có hình thành luôn á, thì còn dang dở, có số tiếng thì đã ok và đã đổ thảm nhựa. Thì cái đoạn nãy chỉ thảm nhựa cũng có một đoạn ngắn thôi, là trên tuyến chính á, nãy giờ cái ở đầu á mọi người thấy á, đó là ở trên tuyến chính chỉ có đoạn ngắn đó thôi à, đoạn ngắn là được thảm nhựa thôi à. Hôm bữa á, là thảm nhựa đầu tiên á, thì cán thử cái đoạn ngắn đó, thử đó là cột mốc đầu tiên, thì cách đây cũng ít hôm á, thì cán mới vừa cán nhựa cái trên tuyến chính, thì mọi người đã thấy tuyến chính nãy quay ở đoạn đầu á đó, cũng có một đoạn ngắn rồi thôi à, rồi đó là thử nghiệm lần thứ hai. Tôi sẽ cố gắng rồi kêu hỏi thăm mượn ai được live cam á, tiếc quá mà giờ tại chưa có đủ kinh phí đó, mong mọi người thông cảm nha. Nếu ai yêu mến, thật sự yêu mến mà
mà nếu mà có thời gian á, thật sự yêu mến nha, mà con cũng thông cảm nha, thì bấm người của quảng cáo bên trên giùm tôi để có kinh phí chút xíu kinh phí. Bây giờ chưa có đủ kinh phí để mà sắm cái con lai cam, mọi người, con lai cam cũng hơi mắc, mong mọi người thông cảm với vấn đề đó, mà cũng thông cảm cho luôn luôn. Nếu ai yêu mến thật sự thì hãy bấm vô cái quảng cáo bên trên á, còn ai hả thật sự cũng không muốn giúp đỡ và không có thời gian ở không á thì đừng bấm vô quảng cáo nha. Đó cũng như mà chút xíu kinh phí để giúp đỡ tôi thôi chứ gì á, cảm ơn rất nhiều luôn á. Nếu mọi người ai bấm thì cảm ơn rất, mọi người rất nhiều luôn á, mà không bấm thì thôi cũng không sao, chỉ còn cho tôi một like mà cái bình luận được rồi. Cảm ơn rất nhiều để tăng cái video, tăng sự tương tác cho mọi người thấy được, nhiều người biết đến cái video của tôi, cũng như là để cho ai mà chưa biết đến thì cũng biết đến cái tình hiện trạng cao tốc như thế nào để bớt mong mỏi mong chờ đó. Đường này đổ về Mỹ Thuận nha mọi người, tiếng chính đổ về Mỹ Thuận nó bự như thế này nè. Đây, vậy tôi sẽ chạy lại cái nơi mà thảm nhựa lần thứ hai cho mọi người xem nha. Đó, tiếng chính tiếng này đổ về nước Mỹ Thuận đây, nó rộng như thế này đây nè, nó đổ được con khúc như đây nè, chứ đâu đổ nhiều đâu, đổ cho mọi người thấy cho mọi người mừng vậy thôi, chứ mình cũng không biết là thế nào nữa. Đó, con khúc này đó, đó ngày nào đổ cá thảm nhựa là thứ hai đó. Đó thì nay tôi lặn lội hành trình đến khu vực này để cho mọi người xem lần nữa đó, để cho mọi người cái sự mong mỏi của mọi người thấy rõ ràng đó, thảm nhựa là thứ hai đó. Nói chung ở khu vực này chỉ cần cán nhựa thảm nhựa nữa là xong rồi đó, chỉ còn những vài công đoạn chẳng hạn như là ở mà hai bên này đó là con lương rồi kia nọ đó chứ mọi người, hai bên con lương gục đèn này nọ. Giờ tìm đường xuống nè, nhớ ở đây có con đường xuống không ta, đây là đường dân sinh nè. Rồi thì clip hôm nay thì tôi xin chia sẻ mọi người về cho mọi người đỡ mong mỏi mong chờ. Đây là chính là thảm nhựa lần thứ hai tại nút giao Phan Phủ Nghĩa đó, thì tiến độ của công trình cũng như là diễn biến như thế nào thì mọi người cũng có xem trên clip rồi đó, thì mọi người hãy cho tôi một like ủng hộ tinh thần và comment bên dưới video thì cảm nghĩ của mọi người, cảm nhận mọi người nha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đây ở bên dưới thì ở đây nè đang làm những dãy phân cách và con đường nha mọi người đó, đổ dãy phân cách và con đường đó. Rồi, clip hôm nay là chia sẻ thảm nhựa lần thứ hai tại nút giao Phan Phủ Nghĩa. Clip hôm nay chủ đề là như đó. Rồi cảm ơn mọi người nha. Đó. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh nha.